điểm. Ờ. Tiếp theo khách thỉnh thoảng trước mua hai cái. Trông gì trông gì trông gì á. Từ này con sẽ sống hương thiêm. Đây là kiểu có mấy cái vết xước xước ấy. Tức là những cái vết xước ấy nó cũng kiểu vết xước nhỏ ấy. Nhiều khi lúc sản xuất vận chuyển các thứ thì nó bị thôi. Chứ làm gì có hàng cũ, ai dùng mà cũ. Thì đừng có mang mà đổi cho mua chỗ khác. Go ahead.